Nam Mô A Di Đà Phật, hành vô có câu hỏi hỏi dùm cho đồng tu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, nhà con có hai chị em con đều tu pháp hộ niệm, hàng tuần đều có vào Zoom nghe lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải về pháp hộ niệm. Chúng con biết pháp hộ niệm rất là vi diệu, nên quyết một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ ruột con lúc trước cũng tinh tấn niệm Phật, phát tâm dũng mãnh, nhưng gần đây mẹ con nặng nề lo cho các chị, lo cho anh chị dâu và cháu, hàng ngày làm rất nhiều việc và cộng thêm anh chị không tu. Tuổi mẹ con năm nay đã 60 rồi, làm nhiều quá mẹ con đổ bệnh và vẫn ráng làm cho vừa lòng anh chị. Mẹ lao tâm lao lực quên câu Phật hiệu, giờ chị em con khuyên mẹ buông bớt mà mẹ không chịu nghe vì sợ anh chị buồn, nên con nhờ thầy cho con lời khuyên để con nói khuyên mẹ con được niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này ạ. À, con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Mẹ ơi, nhà có hai gia đình mình ai cũng phát tâm niệm Phật, ai cũng lên Zoom, tức là cũng muốn niệm Phật hộ niệm cho nhau vãng sanh, thì mẹ thấy rõ ràng là cái gia đình mình có phước dữ lắm đấy. Đừng để mất cái phước này nghe mẹ. Lo chị dâu, lo các cháu. Nếu mà lo cái này lớn hơn lo cái việc niệm Phật vãng sanh thì hãy nhìn cái tấm hình của thầy Hạnh Phú đi. Thầy nói làm sao? Việc lớn nhất của đời người là, phải không, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc không tốn một đồng tiền nào hết, nhưng mà cái việc lớn nhất của đời người, muốn thương con cháu thì phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn lo cho người dâu thì phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn hoàn thành tâm nguyện với đứa cháu ngoại cháu nội gì đó thì phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn cho nhà cửa được an khang thì phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu gia đình mình phước báo yếu quá, bây giờ nghèo quá thì phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà làm mình hướng đại phước báo trên cõi đời. Còn nếu niệm Phật để cầu cho đứa dâu được làm ăn ngon lành, cho đứa cháu khỏe mạnh thì chẳng khác gì lời ngài Ấn Quang dạy làm sao. Mẹ có nhớ không? Đem câu A Di Đà Phật đáng giá ngàn vàng đổi lấy tang kẹo của một đứa con nít, mà thực ra mình có ngàn vàng rồi thì tự nhiên mình muốn bao nhiêu kẹo có bao nhiêu kẹo, chứ cần gì phải đem cả ngàn vàng này đổi lấy một tang kẹo. Mẹ có hiểu chỗ này không? Người có tỷ phú mà chẳng lẽ không có kẹo ăn sao mà phải cần đem cái tỷ phú đó mà đi đổi tang kẹo? Vô tình người ta chỉ đem ra một tang kẹo mình tưởng là lợi, mà trong khi cả tài sản của mình mất hết, chôn vùi vào những chuyện vô thường phiếu vọng. Như vậy thì mẹ ơi, có nghe rõ chưa? Trước tinh tấn thì sau tinh tấn, tinh tấn rồi thì làm gương cho con cháu tiếp tục tinh tấn niệm Phật. Mình về Tây Phương thì con cháu của mình là con cháu của một vị Đại Bồ Tát. Con cháu một vị Đại Bồ Tát làm sao mà nghèo nàn được? Nếu nó tin tưởng thì phước báo của nó vô tận vô cùng. Còn nếu nó không tin tưởng thì đành rằng nó phải đem cái phước báo của nó mà đổi tang kẹo. Xong tang kẹo rồi thì đi tìm tang kẹo nữa cũng tìm không ra. Chính vì vậy mà mình phải khuyên con cháu mình niệm Phật. Muốn khuyên con cháu mình niệm Phật thì trước tiên mình phải làm gương niệm Phật.
chứ không phải làm gương lo ngày lo đêm cho con cháu khỏi buồn. Vô tình tan kẹo đó mình không ăn thì để nắng nó cũng chảy nhão ra rồi nó mất đi, con cái cũng không hưởng được cái gì cả. Mẹ ơi mau mau niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thanh Bồ Tát rồi cứu độ tất cả con cái từ đời này đời trước và vạn đời trước nữa, nhớ không mẹ? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Thầy Thích Hạnh Phú và Lão Cư Sĩ Diệu Âm.